Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Kinh tế hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 này với nhiều điểm mới đáng chú ý. Đây là nội dung chính sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Nhưng trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua phần thông tin kinh tế vừa cập nhật. Hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm được dự báo tiếp tục khởi sắc do lạm phát tại các nền kinh tế lớn có xu hướng hạ nhiệt, tồn kho ở các nước đang giảm dần. Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ đô la, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2023, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, chiếm 92,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la, chiếm 62,2%. Theo nhận định của Bộ Công Thương, 9 tháng qua các ngành hàng đều gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do tổng cầu trên thế giới giảm, nhất là đối với hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu. Bởi vậy, kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng qua sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm, trong đó châu Á giảm 3,6%, châu Âu giảm 6,8%, châu Mỹ giảm 15,8%, châu Phi tăng 1,2%, châu Đại Dương giảm 3,9%. Theo dự báo, hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm sẽ tiếp tục khởi sắc bởi lạm phát tại các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, châu Âu có xu hướng hạ nhiệt, tồn kho ở các nước đang giảm dần. Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm. Hơn nữa, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ việc các tập đoàn đa quốc gia chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ngoài ra, việc Trung Quốc có động thái hạ lãi suất nhằm vực dậy nền kinh tế cũng mở ra hy vọng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất sẽ cải thiện tích cực hơn trong thời gian tới. Doanh nghiệp vừa và nhỏ khi vay vốn từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp có thể nhận được mức lãi suất hấp dẫn từ 1,2 đến 4,4% một năm. Mức lãi suất ưu đãi trên nhằm thực hiện nghị quyết của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố mức lãi suất ưu đãi cho vay trực tiếp chỉ từ 1,2% một năm cho kỳ hạn ngắn và tối đa là 4,4% một năm cho trung và dài hạn. Theo đó, các doanh nghiệp có thể vay từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất ngắn hạn là 1,2% một năm. Nếu vay trung hạn và dài hạn, mức lãi suất sẽ là 4,4% một năm. Mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10. Đối với các dự án, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ký hợp đồng cho vay gián tiếp trước khi quyết định có hiệu lực, thì tiếp tục áp dụng mức lãi suất cho vay theo hợp đồng đã ký kết. Đại diện Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, mức lãi suất ưu đãi trên nhằm thực hiện nghị quyết số 105 ngày 15 tháng 7 2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Theo Nghị định số 44 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế VAT, thuế VAT giảm 2% từ 1 tháng 7 2023 tới hết năm nay với hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế suất 10%. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát để trình Quốc hội việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng thêm 6 tháng, tức tới giữa năm 2024. Việc giảm thuế VAT được thực hiện sẽ giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng đều hưởng lợi. Do đó, rất nhiều người mong chờ điều này được thực hiện để giảm bớt các áp lực về kinh tế giữa thời kỳ khó khăn như hiện nay. Được biết, năm nay tổng số tiền dự kiến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là khoảng 196.000 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền được gia hạn khoảng 121.000 tỷ đồng. Số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn giảm khoảng 75.000 tỷ đồng. Trong đó có giảm thuế VAT 2% cho một số nhóm hàng hóa dịch vụ. Quý vị và các bạn thân mến, Lâm Đồng là một trong số ít các địa phương đã sớm hình thành cơ chế chính sách, tổ chức và cơ chế vận hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ năm 2018, toàn tỉnh đã có 299 tác giả và nhóm tác giả tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đầu tiên được tổ chức. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch số 9025 triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025. Từ nền tảng ban đầu chỉ là một phong trào, đến nay khởi nghiệp đã thực sự tạo được sức lan tỏa, trở thành một động lực phát triển mới. Không còn đơn thuần chỉ là phong trào, đạt được kết quả này là nhờ có sự kết nối nhiều nguồn lực.
Những năm qua, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2018 đến năm 2022, Lâm Đồng có 997 ý tưởng, dự án khởi nghiệp, tham gia các cuộc thi từ cấp cơ sở đến cấp trung ương. Có 54 ý tưởng, phương án khởi nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận ý tưởng, phương án khởi nghiệp cấp tỉnh. Bên cạnh đó, 4 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc đã tham gia cuộc thi khởi nghiệp các cấp. Hầu hết các ý tưởng, dự án được chọn qua các cuộc thi đã tạo được dấu ấn về tính sáng tạo, phù hợp với những vấn đề về thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đặc biệt, nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã thành công, ghi dấu ấn trên thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay. Tôi khởi nghiệp từ tháng 12 năm 2017, thì là lúc đó là bắt đầu xây dựng xưởng cũng như là về farm. Thì hiện tại thì sản phẩm của Dalao cũng được rất nhiều khách hàng biết đến, thì cũng xuất khẩu được qua trên Amazon của Mỹ. Hiện tại thì sản phẩm đa số là bán ở các cửa hàng về sản phẩm rau củ quả sạch. Đến tại bây giờ thì chặng đường đi cũng thay đổi rất là nhiều. Nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của khách hàng, phụ thuộc vào cái thực trạng kinh tế bên ngoài thị trường. Thì từ năm 2018 là công ty phát triển cái sản phẩm rượu nấm Ninh Chicago và cũng phát triển được 2 năm. Sau dịch thì công ty chuyển hướng sang là phát triển tất cả các dòng sản phẩm nấm luôn, trong đó thì có nấm khô và nấm tươi. Nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đại học Giặc Xanh, Đại học Đà Lạt, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, cùng hợp tác, ký kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng, tập trung vào các nội dung, tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, lấy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo làm động lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phối hợp xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phối hợp thông tin truyền thông các nội dung liên quan đến khởi nghiệp, phối hợp công tác đào tạo và các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp. Khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, không gian làm việc chung, thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thực hiện hoạt động hỗ trợ cho vay các dự án, ý tưởng khởi nghiệp. Dự án của các học sinh thì nhiều lĩnh vực và chất lượng cũng được đánh giá ngày càng cao hơn. Điều đó chứng tỏ rằng là gì? Cái việc triển khai hoạt động mà khởi nghiệp cho học sinh trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Và nó đúng với định hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Đó là dạy học phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, dạy học gắn với thực tiễn, dạy đi đôi với hành. Thứ nhất là về đội ngũ các bạn tham gia khởi nghiệp thì các bạn đã có cái sự tiến bộ, có cái sự nâng cao hơn về cái kỹ năng, các cái kiến thức về khởi nghiệp. Cái thứ hai đó là về quy mô của các cái dự án khởi nghiệp. Thì ngày xưa thì các cái dự án thường là những dự án nhỏ thôi. Và tuy nhiên thì sau này nhờ cái sự hỗ trợ của theo cái đề án của chính phủ cũng như là của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ của các sở ban ngành thì quy mô của các bạn ngày càng được mở rộng ra. Và cái thứ ba đó là về cái chất lượng của các cái dự án khởi nghiệp. Thì sau các cái cuộc thi khởi nghiệp thì các bạn đa phần các dự án bắt đầu tiếp cận thị trường và nhiều cái dự án đã có được những cái doanh thu rất là cao. Rất nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp gặp khó khăn do không đủ kiến thức về quản trị doanh nghiệp, tài chính hay vận hành dự án trong thực tế. Chính vì vậy, sự hỗ trợ từ hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, các sở ngành, chính quyền địa phương là vô cùng quan trọng để đồng hành cùng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, tạo sự lan tỏa và phát triển mạnh mẽ. Hiện nay tỉnh đồng cũng rất là nhiều nguồn vốn và tất cả những cái ý tưởng mà tốt, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có một cái chính sách sẽ tạo điều kiện rất tốt cho các ý tưởng sáng tạo. Bởi vì hiện nay là tỉnh Lâm Đồng chúng ta có cái quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Nếu đổi mới sáng tạo là thực hiện cái việc nhân rộng, đây là một nguồn vốn. Cái hai là chúng ta có cái quỹ khuyến công cũng rất tốt. Cái thứ ba là quỹ phát triển khoa công nghệ. Ba nguồn vốn này mà các ý tưởng tốt thông qua những cái hội đồng đánh giá được chấp nhận thì đây là một nguồn kênh. Và một cái quan trọng nữa là trong thời điểm này chúng ta ứng dụng chuyển đổi số, như thế là cái sự kết nối là một doanh nghiệp hoặc là một ý tưởng sáng tạo có thể liên kết được hai ý tưởng trở thành một ý tưởng sáng tạo quy mô lớn hơn để chúng ta đẩy nhanh được tiếp cận về khởi nghiệp. Để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tạo diễn đàn kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ, kết nối nhiều nguồn lực để thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của 3 lần tổ chức trước, Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo năm 2023 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25 đến 26 tháng 10. Nội dung chính gồm chuỗi các sự kiện, trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, đào tạo, hội thảo, trình diễn kết nối cung cầu, công nghệ. Hội thảo trình diễn kết nối cung cầu công nghệ về sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản. Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng và thương mại hóa sản phẩm. Chung kết hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Lâm Đồng năm 2023. Cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Thúy Vi và bà Phạm Thị Nhâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng sẽ cung cấp thêm những thông tin về nội dung này ngay sau đây. Xin chào bà Phạm Thị Nhâm, cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia phỏng vấn với Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã qua 4 lần tổ chức. Thế thì đâu là những kết quả nổi bật nhất mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được ạ? Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức từ năm 2018. Đây là một cái giai đoạn mà chúng ta tổ chức theo phong trào và cũng đã kết nối được, cũng đã nâng cao được cái nhận thức cho các cái cộng đồng, cho nhân dân trong tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt là các bạn sinh viên, các bạn thanh niên và hội phụ nữ. Thì một giai đoạn là chúng ta cũng đã đóng góp vào cái nhận thức của mọi người nó tăng cao hơn. Cái thứ hai là cái kiến thức của mọi người khi tham gia. Thì trong 4 lần đã tổ chức thì là cái kiến thức của các bạn khi tham gia thì đã được tăng lên rất là tốt. Đặc biệt là các cái kiến thức về thị trường, kiến thức về kinh doanh. Cái tiếp theo đó là tạo được một cái hệ sinh thái, một cái cộng đồng khởi nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Tuy là nó chưa có lớn nhưng mà nó cũng đã giải quyết được các cái vấn đề cho tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Và trong chính cái cộng đồng này thì mọi người cũng đã hỗ trợ nhau để mà các cái dự án khi mà đi thi thì cũng đã phát triển thành các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và hiện nay thì các bạn cũng đang sản xuất cũng khá ổn. 50% trong số các dự án thì hiện nay là đang duy trì ở các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mà chúng tôi là những cái cơ quan mà quản lý nhà nước liên quan đến cái hoạt động khởi nghiệp cùng các cái đơn vị khác trong tỉnh thì cũng đã hỗ trợ các cái bạn để mà cái giá trị khi mà các bạn sản xuất kinh doanh sẽ được nâng cao hơn. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cái sở ban ngành, các cái đơn vị có liên quan thì cũng đã hiểu hơn về cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để cùng hỗ trợ nhau để mà có thể là đẩy mạnh được cái phong trào cũng như là cái hiệu quả của hoạt động này. Năm nay được biết là ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có khá là nhiều điểm mới, vậy cụ thể đó là gì ạ? Sau một cái giai đoạn mà Covid, sau một cái giai đoạn mà kinh tế cũng bị suy thoái và sau một cái giai đoạn mà cũng có nhiều cái bức xúc trong cái hoạt động khởi nghiệp thì cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như là cái việc mà hội nhập càng ngày càng sâu hơn thì các cái dự án năm nay thì các bạn cũng đã tập trung đi sâu hơn thay vì là theo cái kiểu phong trào. Các bạn đi giải quyết các cái vấn đề của tỉnh, các cái vấn đề của doanh nghiệp. Ví dụ như là một số các sinh viên trường đại học Jackson thì họ cũng đã cùng với doanh nghiệp đặt các cái vấn đề cho các bạn sinh viên và các bạn sinh viên cùng đi giải quyết các vấn đề này. Một số các bạn khác thì tìm từ chính các nhu cầu của các cái bạn khởi nghiệp là cũng giải quyết các vấn đề cho các cái dự án cùng khởi nghiệp của mình. Tôi nghĩ rằng là cái điểm mới nhất của năm nay là các bạn tập trung vào thị trường. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng hướng tới cái việc mà nghiên cứu và phát triển để mà có thể đăng ký tài sản trí tuệ được. Vâng ạ, vậy thì theo bà, các dự án, các ý tưởng khởi nghiệp cần phải làm gì để có thể tồn tại và phát triển sau cuộc thi ạ? Để mà từ cái ý tưởng, từ cái dự án mà có thể để biến thành các cái mô hình kinh doanh, biến thành các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì các bạn cần phải tập trung sâu hơn, nghiên cứu vào thị trường, xem khách hàng muốn gì. Cái thứ hai nữa là sản xuất hoặc là kinh doanh các cái sản phẩm một cách ổn định. Cái thứ ba là áp dụng các cái công nghệ, áp dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng AI trong các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên là tôi nghĩ rằng các bạn cũng cần phải tìm hiểu và áp dụng những cái công nghệ này. Cái thứ hai nữa là cùng cần phải đi cùng nhau. Đi cùng nhau thì mới đi xa được. Chứ còn nếu như muốn đi nhanh thì đi một mình. Nhưng mà các cái dự án của mình đa số là các cái dự án cũng nhỏ nhỏ. Và so với các tỉnh khác trong cả nước thì đấy là những cái dự án cũng nhỏ. Nhưng nó cũng khá hiệu quả khi mà các bạn đi cùng nhau. Ví dụ như là một bạn là sản xuất các sản phẩm nông sản, sấy các sản phẩm nông sản thì cũng cần một cái dự án khác là sản xuất các cái thiết bị hoặc là hỗ trợ về cái thương mại điện tử. Thì tôi nghĩ là nếu mà đi cùng nhau thì sẽ tồn tại cùng nhau. Một lần nữa xin cảm ơn bà và những thông tin đã cung cấp đến với chương trình hôm nay.
Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Kinh tế hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.